Ơn giời, cuối cùng Kim Tuyến cũng đã được tham gia chương trình. Thật sự ra chương trình Ơn giời cậu đây rồi là một chương trình Kim Tuyến rất là thích. Thích bởi vì cái sự ngẫu nhiên, không được sắp đặt, hoàn toàn không có kịch bản và yếu tố bất ngờ liên tục. Thì ngay cả bản thân Kim Tuyến bây giờ cũng rất là hồi hộp. Không biết cái vị trưởng phòng nào sẽ là vị trưởng phòng của mình đây. Chị Việt Hương, anh Chí Tài, anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh Tự Long. Kim Tuyến chưa có cơ hội cộng tác một lần nào trên sân khấu với các anh chị. Thì Ơn giời đã cho em gặp mặt các anh chị. Thì xin các anh chị nương tay một tí, trước lại sau quen. Hy vọng là sau chương trình này em với trưởng phòng sẽ là một cặp bạn ăn ý với nhau ngoài đời nhé. Công việc chính của Kim Tuyến là diễn xuất. Và trong các vai diễn thì nó có một số vai đặc biệt, như là chơi thể thao, hay là một số vai nó đòi hỏi khả năng nhảy múa sexy body một tí. Thì Kim Tuyến hy vọng rằng trên chương trình sẽ có cơ hội để Kim Tuyến thể hiện nhiều hơn nữa tài năng của mình. Các vai diễn hiện đại thì như các khán giả đã xem trên truyền hình, Kim Tuyến đã thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà những vai cổ trang thì Kim Tuyến có một vài lần tham gia trong một số chương trình được thể hiện trên sân khấu. Nhưng mà thật sự ra Kim Tuyến cũng rất là thú vị với các vai cổ trang. Giống như mình sống một thế giới khác, và kể cả cái ngôn từ trong cái cổ trang nó cũng rất là lạ. Khi mà đóng cổ trang đúng nghĩa là mình đang diễn xuất, cảm giác rất là hạnh phúc. Hoàng thượng có biết rằng đã lâu lắm rồi Hoàng thượng chưa có check-in tại phòng thùng thiếp hay không? Nói về giọng hát thì Kim Tuyến chỉ hát cho người quen và người thân thương nghe thôi. Bởi vì những người đó họ sẽ thông cảm cho Kim Tuyến vô điều kiện. Như vậy là Kim Tuyến đã sẵn sàng. Dường như một bộ trang phục khá cầu kỳ. Không biết là Kim Tuyến sẽ vào vai gì đây? Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào Kim Tuyến. Xin mời. Anh phải dùng một cái từ này, lung linh. Em sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng lâu rồi ạ. Em muốn vào luôn đúng không? Anh biết trong kia là gì và đang chờ đợi em cái gì? Thôi sớm muộn gì thì cũng phải vào thôi, anh vào sớm và về sớm anh ạ. Được rồi, vào sớm về sớm. Anh sợ không về sớm được mà không về luôn ấy. Mời em mở cửa. Em vào đi. Hậu nương nương đây rồi. Nô tài xin ra mắt hoàng hậu, kính chúc hoàng hậu vạn an, vạn an, vạn an. Thanh Bình Thân. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu lúc nào cũng xinh đẹp như là tiên nữ giáng trần. Thảo nào hoàng thượng lúc nào cũng yêu thương hoàng hậu hết trơn. Cảm ơn công công. Trong cung rất là nhiều cung tần mỹ nữ xinh đẹp, tại sao hoàng thượng không ghé cung bò cạp, không ghé cung rắn mối, mà lại ghé vô cung của hoàng hậu là cung La Hán? Công công à. Dạ. Ta nghĩ là ông nên bớt nói lại đi. Dạ. Làm công công thì phải nói chứ hoàng hậu, không nói là không có lãnh lương được vậy. Dạ mời hoàng hậu ngồi. Hoàng hậu có mỏi cẳng không? Dạ thưa hoàng hậu, tại sao hoàng thượng đã tuyển Việt Hương nương nương vào đây 18 năm rồi, tại sao không có đêm nào hoàng thượng ghé thăm? Hoàng hậu có biết tại sao không? Do tạo hình thôi. Mà nhà ngươi biết chuyện đó đây là hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng hậu sao lại xinh đẹp như thế này thì đến đây bên ta. Đây đây. Cái gì? Có gì giận ta sao? Tại sao lại giận ta? Trời ơi, ta là vua đó, cần thiết người ta chém đầu. Nói đi, tại sao không nói gì cả vậy? Nói giùm tôi đi, ta lạy nhà ngươi đó. Hoàng thượng, thần thiếp không tin lời hoàng thượng được. Tại sao lại không tin ta? Thần thiếp hỏi hoàng thượng nè. Hỏi đi. Tại sao hoàng thượng lại thay đổi avatar của triều đình? Avatar là gì vậy?
ơi, đừng có làm hoàng thượng giận hoàng hậu ơi. Mấy năm qua lúc nào avatar cũng là hình của thần thiếp, tại sao mấy ngày nay lại đổi hình của Phương Nhã? Người đâu? Dạ, Triệu thừa tướng chuẩn bị đánh đất nước Phương Nhã. Hoàng thượng đừng có giả ngây ngô nữa. Hả? Ta làm vua mà cần gì phải giả ngây giả ngô? Dạ đúng rồi, lâu lâu có giả gái thôi. Hả? Mở đi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thần thiếp hỏi hoàng thượng nè. Hỏi đi. Hình một nữ nhi xinh đẹp ở trên avatar Facebook của triều đình. Facebook là cái gì vậy? Facebook là cái gì vậy hả? Dạ, đó là người ta bây giờ người ta Facebook là cái chỗ mà để mà gặp gỡ nhau rồi trao đổi rồi nó này nọ đó chứ hoàng thượng. À, cái đó ta gọi là thư phòng. Đúng không? Trong thư phòng của ta xuất hiện một người lạ. Tại sao? Người đâu? Dạ. Tại sao để người khác có thể ra vào trong cung tùy tiện như vậy? Là ảnh hưởng tới hoàng hậu thấy chưa? Dạ. Ngàn lần xin lỗi nè. Ai? Ai là người giúp cho hoàng hậu tắm rửa vậy? Dạ thưa nô tài. Ban 100 lượng vàng ngay lập tức. Dạ. Thơm quá. Chào. Nàng có hài lòng với cuộc sống trong cung? Nàng bây giờ là hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ gì biết bao nhiêu con người ở trong hậu cung này. Hiểu chưa? Nàng có gì không hài lòng nữa sao? Thần thiếp chỉ thấy là hoàng thượng không có trung thực. Ta chỉ có bị trung thực chứ không bao giờ không trung thực. Nói đi, ta không trung thực ở chỗ nào? Thần thiếp nghĩ rằng tình yêu là chỉ có một mà... Sai bét. Tình yêu có một là người thường. Còn ta là vua, ta yêu ai là ta yêu. Ngay cả nàng, nếu còn thích, ta có thể chết đâu. Hiểu chưa? Vậy hoàng thượng cứ cho chém đầu thiếp đi. Đâu có ngu. Nàng phải hiểu rằng ta yêu thương nàng lắm. Tại sao Diệt Cư nương nương không bao giờ ta ghét? Tại sao Trấn Thành nương nương ta đầy vô lãnh cung? Tại sao? Nàng trả lời đi. Nàng biết mà, tại sao vậy? Là do nương nương nói nhiều quá. Đúng rồi. Ban thêm 100 lượng vàng. Dạ. Nàng là mẫu nghi thiên hạ. Hiểu chưa? Ta đã từng dặn nàng là mẫu nghi thiên hạ thì nàng phải làm như thế nào, nàng nhớ không? Thần thiếp đã nghe hoàng thượng dạy rằng đã là một mẫu nghi thiên hạ thì phải biết yêu thương. Người ta ghét mình cũng thương nữa. Cái đó gọi là bao đồng, hiểu không? Không, cái đó gọi là bao dung. Cái đó gọi là bao dung. Đúng là một bậc mẫu nghi thiên hạ có khác. Ta thật là vui quá đi. Lâm nương nương gia lâm. Dạ, Lâm nương nương xin được cung thỉnh hoàng hậu. Dạ mời. Dạ, hôm nay hoàng hậu đẹp quá. Dạ thưa hoàng hậu, bây giờ hoàng hậu cũng biết là quý phi đang mang trong mình cốt nhục của hoàng thượng đó, cho nên là quý phi muốn đến để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc thai nhi như thế nào đó, mà hoàng hậu có thể chỉ cho quý phi được không? Nôn quá, nôn được học quá à. Công công à. Dạ. Lúc ta tập những bài tập dưỡng thai thì công công có mặt ở đó. Công công sẽ thay ta chỉ dạy lại cho quý phi. Với lại bây giờ ngoại hình của ta nó cũng không có giống người đang mang thai. Công công thì khá là giống. Nên ta nghĩ thì công công thị phạm cho quý phi sẽ tốt hơn ta nhiều. Ăn cơm nhiều bây giờ nhục chưa? Trời thôi, hoàng hậu chỉ cho thần thiếp những cái món ăn nào đó mà giúp bổ cho thai nhi đi. Công công à, ông hãy mang khẩu phần ăn của ta đến đây đi. Ta sẽ chỉ nương nương cách ăn nào mà để dưỡng thai. Dạ, đi. Gì vậy? Ủa hoàng hậu ơi, thần thiếp thấy cái này có ớt. Hay là cái này hoàng hậu ghét thần thiếp nên hoàng hậu giả bộ làm vậy để cho thần thiếp ăn để ảnh hưởng tới thai nhi? Trong ớt có vitamin A, rất là bổ mắt. Đang mang thai mà ăn nhiều ớt, thai nhi sẽ rất là sáng mắt đó. Thì
Nhớ nha. Vậy thôi à, cho quý phi xin cái thức dĩa thức ăn này. Ừ. Dạ, cái đó là món khô thôi, khó ăn lắm. Ăn dạ. Món nước nè. À, hoàng hậu mỗi ngày ăn đó. Ồ, ngày hôm nay là hoàng hậu chưa ăn đúng không? Chưa có ăn. Hoàng hậu ăn đi hoàng hậu, cho bổ. Dạ. Ta ăn rồi, lấy cái gì mà hướng dẫn cho Nương Nương đây? Ăn nếu như người bình thường sẽ bổ trứng ra từng phần nhỏ rồi mới ăn. Nhưng mà để cho sinh được mẹ tròn con vuông thì Nương Nương phải nuốt trọng đó, không được làm bể. Nhớ nha, nếu như á mà bể trứng á là điều không có lành. Dạ đội ơn hoàng hậu. Dạ thần thiếp và xin cáo lui. Dạ cảm ơn. Trời ơi, cảm ơn hoàng hậu. Dạ hoàng hậu quá thông minh. Hoàng thượng, hoàng thượng sao vậy? Hoàng thượng sao liêu siêu quá hoàng vậy? Hoàng thượng, ngài sao vậy? Uống rượu. Uống rượu à? Trời ơi, tại sao? Ta vui mà. Hoàng thượng à, ta vui ta có quyền uống rượu chứ. Ngài tân minh quân không thể nào mà rượu chè cả ngày như vậy thì diệt nước làm sao? Ta là một đấng minh quân cho nên không cần phải dạy ta. Được chưa? Thường nàng đẹp năm thôi, uống mấy chung rượu vô nàng đẹp tới 10 nữa. Dạ, tạo lại đây. Nữa không anh thôi. Anh thôi. Chuẩn bị đi. Bữa nay ta với hoàng hậu sẽ làm một cái lễ hấp hối hấp hôn ở đây. Hoàng thượng quyết định đêm nay sẽ check in tại phòng của thần thiếp hả? Check in là cái gì vậy? Dạ hả? Gì? Check in là gì? Kiến ngoại bang á. À, là mình dạ. Check in đó. Hay quá, nàng ở hậu cung mà nàng đi học tiếng tùm lum nước hết, hay quá. Chỉ có nàng là trong trái tim ta thôi. Trời ơi, thơm. Cái gì vậy? Năm Nương Nương, Năm Nương Nương. Sao vậy Năm Nương Nương? Hoàng thượng ơi. Cái chuyện gì? Quý phi nhẹ dạ. Nghe lời của hoàng hậu xuống dạy cho thiếp ăn thức ăn có đậu. Bây giờ mình mất con rồi hoàng thượng ơi. Năm Nương Nương. Tất cả im lặng. Lan quý phi, ta nói cho nhà người biết, đừng gì ganh ghét với hoàng hậu, đừng thấy ta sủng ái với hoàng hậu rồi bày trò hãm hại hoàng hậu ha. Ngươi có tin là ngươi đừng có làm cái trò nữa, ta chém đầu ngươi chưa? Bây giờ mất con rồi mà không tin là sao vậy trời? Dạ thưa hoàng thượng. Nói chuyện Lâm Nương Nương bị trung ngộ độc, có thần làm nhân chứng. Công. Trời ơi, chuyện đến nước này mà giọng nàng thật là tỉnh táo. Hoàng thượng ơi, cứu thần thiếp. Hoàng thượng, bình tĩnh đi. Thức ăn này là ông đem vô cho ta, ông đây là thức ăn của ta, ta sẽ ăn. Nếu như công công nói vậy, không lẽ ta đầu độc ta hay sao? Ta đâu có biết chuyện Lâm Phi đang mang trong mình giọt máu của hoàng thượng đâu mà có ý đồ hại Lâm Phi. Cũng có lý. Dạ thưa hoàng thượng, ta vẫn đang nghe đây. Chuyện đến nước này, đồ tài cũng không giấu gì hoàng thượng. Tiểu công chúa xinh xắn hiện giờ đang ở trong cung. Thật ra không phải là con của hoàng thượng. Vũ Phóng. Làm sao có thể như vậy được? Hoàng thượng à. Nói đi. Nếu như những phi tần khác thì có thể hoàng thượng có thể nghi ngờ được, nhưng mà thần thiếp là hoàng hậu, thần thiếp là mẫu nhi thiên hạ, thần thiếp là tấm gương của muôn dân, làm sao thần thiếp dám để thanh danh mình bị bôi uế như vậy được à? Đúng. Với lại hoàng thượng cũng thấy đó, trong cung này đâu có ai đẹp trai bằng hoàng thượng đâu. Thật là ngại quá. Đừng lắng nghe những lời đường mật của hoàng hậu. Đúng vậy. Chuyện nước này, thần nói thật. Lúc hạ sanh tiểu công chúa ra, thì tiểu công chúa bị một cơn bão bệnh mà qua đời. Hoàng hậu mới liếm đáo đứa cháu của người em ở dưới quê lên. T-
con của người em gọi là đứa cháu chứ đứa cháu của em. Thằng quýnh quá thằng nói bậy. Hoàng hậu còn một tội động trời nữa. Nói đi. Đó là bắt hết cả gia đình của nô tài giam lại và nói nếu để lộ bí mật thì ra hoàng hậu sẽ ra lệnh thử chém hết. Xin hoàng thượng cứu xem. Hoàng hậu, tại sao bắt gia đình nhà người ta? Hoàng thượng tự hỏi đi, tại sao? Thần thiếp đâu có rảnh. Cái gì? Ông chỉ là một công công thôi. Nếu như ông nếm giữ bí mật gì đó của ta, ta chỉ cần giết ông. Việc gì phải bắt ép gia đình của ông? Hay quá! Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng phải lấy công bằng lại cho con của mình chứ hoàng thượng! Hoàng hậu ác độc đã giết chết con của mình đó hoàng thượng! Hoàng hậu! Ta có thể giết nàng ngay lúc này! Ta có thể chém đầu cả gia đình nàng ngay lúc này! Ta tiếc, ta tiếc cho một mẫu nghi của thiên hạ, ta tiếc cho một cái avatar của nàng. Nàng hiểu chưa? Vậy tại sao nàng vẫn không nhận tội hả? Nàng dám cáo con, nàng dám bắt gia đình nhà người ta, nàng dám làm hư đứa con của ta trong bụng lanh phi nương nương. Nàng trả lời đi. Quy định trong hoàng triều chỉ có con trai mới được nối ngôi. Nếu như thần thiếp đã có ý tráo con của hoàng thượng thì tại sao thần thiếp không tráo một bé trai mà đi tráo một bé gái? Ta chưa thấy một đất nước nào mà hoàng hậu cãi lem lẻm như vậy hết trơn á. Cho truyền tiểu công chúa. Cho truyền tiểu công chúa. Qua đây con, qua đây. Con không ở với mẹ con nữa. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, con cầu xin hoàng thượng tha mạng sống cho mẹ con đi mà hoàng thượng. Nếu hoàng thượng con muốn giết mẹ con thì giết con đi hoàng thượng. Con cầu xin hoàng thượng mà hoàng thượng. Mẹ, con chỉ muốn sống với mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Ta chưa thấy một hoàng hậu nào bình thản trong tất cả mọi tình huống. Tiểu Nhi, để Công Công, để Lâm Phi Phi, để Hoàng thượng được hạnh phúc một chọi bốn, thì thần thiếp đành chấp nhận hình phạt. Trời ơi, cô ở quen. Thiên hạ. Em mời Linh ạ. Anh em trong nghề với nhau nhưng mà thật sự tôi chưa có làm việc với Tuyến nên là tôi cũng chưa biết cái tính cách cái cô này như thế nào. Về cái vóc dáng, về cái gương mặt, về thần thái, em là một người hoàng hậu. Nhưng mà cái cách xử lý của em nó rất là chân quê mộc mạc. Hoàng thượng nói cái gì, du quan giá họa, công công nói cũng đưa cái tay lên nhẹ nhàng cười. Công công à, đâu có gì. Chắc có lẽ là em chưa quen với những cái trường hợp như thế này, với cái sự bức ép của ba bốn người dồn cho em như vậy. Anh ngồi anh chờ cái sự bùng nổ của em, bởi vì tất cả mọi người đều ép em vào đường cùng. Ông bà mình có câu là dồn chó vào chân tường, chắc chắn nó phải phản kháng lại. Mạnh mẽ lên, đúng. Tôi chỉ muốn có một mình. Tôi không muốn ai thay thế tôi cả. Khi mà bị em bị du quan là lấy người khác nữa mà. Để có một nàng công chúa mà. Đúng không? Anh hy vọng là có một ngày nào đó anh làm việc chung với em. Để anh coi thử coi Kim Tuyến ở ngoài đời nó như thế nào. Mà khi lên sân khấu em nhẹ nhàng và em dịu dàng đến như vậy. Cảm ơn em.